Nơi đây bao nhiêu kỷ niệm ta gắn bó, những vui đùa cùng bạn bè yêu sâu. Nơi đây ta đã học được bao kiến thức, bao bài học cùng thầy cô mến yêu. Học sinh chăm ngoan học hành, cùng nhau thi đua sáng tạo, tự tin bước vào đời. Thầy cô quan tâm ân cần, luôn bao dung và lắng nghe, nâng đỡ chúng em thành người tự hào trường ta nguyễn thiên thuật. Cùng bên nhau hát lên nào, xây mai trường nguyễn thiên thuật, để cùng nhau đoàn kết sức mạnh vững xây tương lai. Cùng bên nhau chắc canh bè những hy vọng, những ước mơ, để niềm tin và những khát vọng mãi lên sáng ngời. Trên mảnh đất Mỹ Hào yêu thương, có một ngôi trường mang tên người anh hùng của quê hương, người anh hùng Nguyễn Thiện Thuật. Trường được thành lập vào năm 1976, thể hiện sự quan tâm của Đảng và chính quyền các cấp đối với sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà, giúp phụ huynh có thêm một địa chỉ tin cậy để lựa chọn và gửi gắm con em mình. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống các trường trung học phổ thông của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng và niềm tin tưởng gửi gắm của nhân dân Mỹ Hào và các vùng lân cận. Nhìn lại những ngày đầu mới thành lập, khi đó trường mang tên là trường vừa học vừa làm Mỹ Văn, nằm trên địa bàn xã Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên, có quy mô 12 lớp với 578 học sinh. Bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất và số lượng giáo viên. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn từ đội ngũ lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo. Tháng 6 năm 1985, trường được chuyển địa điểm đến xã Bạch Sam với tên gọi là trường Trung học Phổ thông Mỹ Văn. Ngày 1 tháng 3 năm 2003, trường vinh dự được mang tên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Bắt đầu từ đây, nhà trường có nhiều thay đổi, cơ sở vật chất được đầu tư, đội ngũ giáo viên không ngừng tăng cả về số lượng và chất lượng, quy mô lớp cũng tăng cao. Có thời điểm, quy mô lên tới 37 lớp với 1.878 học sinh. Về chất lượng giáo viên cũng có sự chuyển biến, đã có nhiều thầy cô khẳng định được sự chuyên nghiệp vững vàng trong chuyên môn, sự tận tâm nhiệt huyết trong giáo dục để tạo nên tên tuổi của nhà trường. Với những đóng góp ấy, năm 2017, nhà trường đã vinh dự được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Hiện nay, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật với diện tích 14.000m2 có đầy đủ các phòng thực hành, thí nghiệm, tin học và thư viện. Các phòng học được trang bị hệ thống máy chiếu, máy tính kết nối Internet phục vụ cho việc dạy và học. Ổn định với quy mô 28 lớp, hơn 1.000 học sinh, nhà trường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo viên để từ đó đẩy mạnh chất lượng dạy và học. Nhờ đó, từ năm 2018 cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của cô Phạm Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc đáng tự hào. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên một cách rõ rệt. Tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học luôn ở mức cao từ 55-60%. Trong đó, có rất nhiều em đạt điểm cao như năm 2020-2021, có 93 em đạt từ 24 điểm trở lên. Song song với hoạt động dạy và học, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Trên những nẻo đường của Tổ quốc, Hãy
hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc mơ quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc mơ quê hương Việt Nam. Trong 2 năm học 2018-2019, 2019-2020, nhà trường vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Có được những thành tích đáng tự hào trong 45 năm qua, trước hết phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt và kịp thời của các hiệu trưởng qua các thời kỳ. Đó là thầy Lê Quang Bảo, thầy Nguyễn Văn Sâm, cô Bùi Thúy Lâm, thầy Nguyễn Văn Hào, thầy Đỗ Đình Thành và hiện nay là cô Phạm Thị Thu Hương. Thêm vào đó còn là sự phấn đấu vươn lên vượt mọi khó khăn trong dạy học, trong công tác của tất cả các thầy cô, các cán bộ công nhân viên đã và đang gắn bó với nhà trường. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt cho lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, xin gửi đến các thầy cô là cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại nhà trường những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết để truyền đến với các thế hệ học sinh. Các em học sinh thân mến, cô cùng các thầy cô luôn mong muốn các em vượt qua mọi khó khăn trước đại dịch Covid-19 để học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là học sinh của mái trường mang tên Nguyễn Thiện Thuật. Dù dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn ra rất phức tạp tại địa phương, thầy và trò chưa thể đến trường, nhưng với phương châm học sinh ngừng đến trường nhưng không ngừng học, với quyết tâm dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt, thầy và trò nhà trường đang viết tiếp trang sử vàng của ngôi trường 45 tuổi, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Nơi đây bao nhiêu kỷ niệm ta gắn bó, những vui đùa cùng bạn bè yêu sâu. Nơi đây ta đã học được bao kiến thức, bao bài học cùng thầy cô mến yêu. Học sinh chăm ngoan học hành, cùng nhau thi đua sáng tạo, tự tin bước vào đời. Cô quan tâm ân cần, luôn bao dung và lắng nghe, nâng đỡ trước em thành người tự hào trường ta Nguyễn Thiện Thuật.